Lyney, nhân vật 5 sao đầu tiên mở màn của thị quốc Fontaine. Mặc dù đã được hé lộ ngay từ đầu, nhưng mà do trình tự nên là mãi tới là năm 2023 thì Lyney mới chính thức được ra mắt. Là nhân vật 5 sao mang trên mình nguyên tố hỏa, một trong các nguyên tố mạnh nhất trên Team Bắc. Vai trò của Lyney là DPS và anh chàng này là sử dụng một món vũ khí là cung. Mặc dù nhìn thì có vẻ lối chơi của Lyney sẽ khá giống là Ganyu, tuy nhiên thì vì là nhân vật mới nên là bộ kỹ năng của anh chàng này khá là thú vị và mới lạ, chứ không phải là như Ganyu. Và tại phiên bản 4.6 sắp tới, Lyney đã chính thức quay trở lại với banner nhân vật mới là Legino. Nói chung thì có lẽ phiên bản này không mấy ai role Lyney, tuy nhiên thì với phương châm có gì làm nấy và các video mỗi khi nhân vật quay lại cũng chính là thông lệ mà kênh tôi thường làm. Mục đích là để cập nhật lại thời gian và xem coi nhân vật này có thêm lối build vào vũ khí nào mới hay không. Vậy nên trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình build Lyney nha. Trước khi vào video, nếu đã xem tới đây rồi thì ngại gì không cho mình một like và một subscribe ủng hộ nhé. Có rất nhiều bạn xem video nhưng mà không đăng ký cho kênh. Đồng thời thì mình vừa thiết lập lại những gói hội viên, để những bạn nào có nhu cầu thì hãy tham gia để mà hưởng những đặc quyền có trong gói hội viên nha. Tấn công thường, Lyney có thể tấn công liên tiếp 4 lần. Trọng kích, ở đòn trọng kích thì Lyney sẽ như Ganyu, tức là có tụ lực lần 1 và tụ lực lần 2. Ở đòn tụ lực lần 1 thì sẽ như các nhân vật sử dụng cung khác thôi. Và đòn tụ lực lần 2, Lyney sẽ bắn ra mũi tên ảo thuật, gây ra sát thương nguyên tố hỏa và sẽ triệu hồi ra một mũ mèo ma quái. Khi bắn mũi tên ảo thuật, nếu HP hiện tại của Lyney cao hơn 60% thì Lyney sẽ tiêu hao HP để mà nhận được một tầng đạo cụ dự phòng, tối đa cộng dồn 5 tầng. Về cái tầng đạo cụ dự phòng này thì nó sẽ tăng sát thương của cái năng nguyên tố ha. Và tối đa là máu của Lyney sẽ giảm đến 60% thông qua cách này. Tức là tụ lực của Lyney sẽ mất máu, nhưng mà khi máu của Lyney ở khoảng 60% thì nó sẽ không hút nữa. Và lúc này thì Lyney sẽ không thể nhận được thêm cái tầng đạo cụ dự phòng. Về cái mũ mèo ma quái, nó sẽ khiêu khích cái địch xung quanh tấn công. Cái địch mỗi 5 giây sẽ bị mũ mèo ma quái khiêu khích một lần. Nói chung thì nó cũng như là cái bông hoa của Ganyu vậy đó. Về cái độ bền của nó thì sẽ tùy thuộc vào máu của Lyney ha. Khi bị phá hủy hoặc là kết thúc thời gian, sẽ bắn ra pháo hoa ảo thuật cho một cái địch xung quanh, gây ra sát thương nguyên tố hỏa. Cùng lúc chỉ có thể tồn tại một chiếc mũ mèo ma quái. Sức mạnh nền tảng Neuma, cứ cách một khoảng thời gian, mũi tên ảo thuật sẽ dán ra linh hồn xuống vị trí bắn trúng, gây sát thương nguyên tố hỏa với thuộc tính Neuma. Kỹ năng nguyên tố, khi thi triển, Lyney sẽ gây ra sát thương phạm vi nguyên tố hỏa, đồng thời sẽ xóa tất cả các tầng đạo cụ dự phòng trước đó để gia tăng thêm sát thương của kỹ năng này. Kèm theo đó là sẽ hồi phục HP cho Lyney dựa vào giới hạn HP. Khi trong trận có mũ mèo ma quái do bản thân Lyney tạo ra thì pháo hoa sẽ khiến nó phát nổ, gây ra sát thương phạm vi nguyên tố hỏa, tương đồng với lại là pháo hoa ảo thuật ha. Sát thương gây ra khi làm nổ mũ mèo ma quái được xem là sát thương của đòn trọng kích. Về thời gian hồi lại của kỹ năng này là 15 giây. Kỹ năng nộ, Lyney sẽ hóa thành mèo mũ ma quái để mà di chuyển nhanh, đồng thời sẽ gây ra sát thương đối với những cái địch trúng phải, tối đa chỉ gây một lần sát thương. Khi thời gian tụ lực kết thúc, Lyney sẽ thoát khỏi tình trạng mèo mũ ma quái và tung ra pháo hoa, gây ra sát thương phạm vi nguyên tố hỏa, đồng thời sẽ triệu hồi ra một mũ mèo ma quái và nhận một tầng đạo cụ dự phòng. Có thể chủ động thoát khỏi tình trạng mèo mũ ma quái bằng cách là nhấn nút kỹ năng nguyên tố. Thời gian hồi lại của kỹ năng này là 15 giây. Năng lượng cần để tái tạo lại kỹ năng này là 60 điểm. Về các tầng thiên phú đột phá, tầng thiên phú đột phá thứ nhất, nếu Lyney tiêu hao HP thông qua đoạn trùng kích tụ lực lần 2, mũi tên ảo thuật, mũ mèo ma quái được triệu hồi từ mũi tên ảo thuật khi trúng cái địch sẽ hồi cho Lyney 3 điểm năng lượng nguyên tố, đồng thời sẽ tăng sát thương gây ra dựa vào 80% tấn công. Tầng thiên phú thứ hai, sát thương do Lyney gây ra cho cái địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố hỏa sẽ được tăng theo những cách sau. Sát thương tăng 60% so với mức cơ bản. Mỗi nhân vật trong đội mang nguyên tố hỏa ngoài Lyney sẽ tăng thêm 20%. Thông qua cách này, tối đa khiến Lyney tăng 100% sát thương gây ra cho cái địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố hỏa. Ở mức cơ bản thì đã 60% rồi. Mỗi một nhân vật hệ hỏa sẽ tăng thêm 20%. Vậy chi trong đội sẽ cần thêm 2 nhân vật nguyên tố hỏa nữa thì mới có thể phát huy hết tầng thiên phú này. Tầng thiên phú thứ ba, hiển thị đặc sản khu vực Fontaine trên bản đồ nhỏ. Đây rồi, tầng thiên phú mà hữu ích nhất hiện tại. Với việc mấy cái nguyên liệu trời đất hỡi nằm ở trên bờ lẫn dưới biển thì đây là thứ mà sẽ khiến các bạn thoát khỏi tình trạng lạc đường ha. Cung mệnh 1, mũ mèo ma quái tối đa tồn tại 2 chiếc cùng lúc. Ngoài ra, mũi tên ảo thuật khi trúng địch sẽ triệu hồi ra 2 chiếc mũ mèo ma quái, đồng thời tích lũy thêm một tầng đạo cụ dự phòng. Hiệu quả này mỗi 15 giây, tối đa kích hoạt một lần. Cung mệnh thứ hai, khi Lyney trong trận, mỗi 2 giây sẽ nhận được một tầng hiệu quả tập trung ý chí, khiến sát thương bạo kích của Lyney tăng 20%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng và sẽ xóa khi Lyney rời trận. Cung mệnh thứ ba, tăng 3 cấp cho tấn công thường. Cung mệnh thứ tư, đòn trong kích mang thuộc tính nguyên tố hỏa của Lyney, sau khi trúng cái địch, kháng nguyên tố hỏa của cái địch đó giảm 20%, duy trì 6 giây. Cung mệnh thứ 5, tăng 3 cấp cho kỹ năng nộ. Cung mệnh thứ 6, khi Lyney bắn ra mũi tên ảo thuật sẽ bắn ra pháo hoa ảo thuật hợp tấu, gây ra sát thương bằng 80% sát thương của pháo hoa ảo thuật. Loại sát thương này được tính là sát thương trọng kích. Nhìn chung thì Lyney là nhân vật có thể gây ra một lượng sát thương vô cùng lớn với việc phối hợp giữa những đòn trọng kích và kỹ năng nguyên tố lẫn kỹ năng nộ. Đồng thời thì Lyney không phải là nhân vật thiên về đánh phản ứng. Sở trường của nhân vật này là những đội hình thiên về mặt thuần hỏa. Về vận hành của nhân vật này có lẽ sẽ khá phức tạp, khi mà các bạn vẫn sẽ bắn ra những đòn trọng kích nhằm gia tăng thêm sát thương của kỹ năng nguyên tố từ phần nội tại. Đồng thời các bạn phải lưu ý về máu của Lyney. Khi HP dưới 60% thì trọng kích sẽ không bị rút máu, đồng nghĩa với việc là Lyney sẽ không thể nhận được một tầng nội tại nào. Vậy nên các bạn sẽ phải lưu ý bằng việc là bổ sung thêm một nhân vật hồi phục như là Bennett vào đội. Bên cạnh đó thì tầng thiên phú thứ hai cũng khá là rắc rối, khi mà nó cần tới 2 nhân vật nguyên tố hỏa. Tuy nhiên thì không phải lúc nào các bạn cũng nên tuân thủ theo cái khuôn mẫu này, mà có thể thoải mái sắp xếp tùy theo nhân vật hiện có. Còn về bộ cung mỏ thì tôi tóm gọn lại thôi, nó khá là giá trị và nó khiến mình thấy giá trị của nó gần giống với bộ cung mệnh của Neuvillette. Cung mệnh 1 sẽ giúp bạn dễ vận hành và nhận ngay một tầng nội tại, còn tầng cung mệnh thứ 2 sẽ tăng cho Lyney tới 60% sát thương bạo kích. Cung mệnh thứ 4 sẽ giảm kháng nguyên tố hỏa của cái địch, và cuối cùng là tầng cung mệnh 6 sẽ hỗ trợ thêm sát thương cho Lyney. Và đó là những thông tin tóm gọn và sơ lược về Lyney. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng mình build Lyney nha. Với Lyney, đây là một nhân vật sẽ build theo hướng là sát thương chủ lực. Những chỉ số cần thiết cho Lyney đó là tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích và phần trăm tấn công. Đầu tiên là trấn của Lyney, màn ảo thuật đầu tiên. Vũ khí này có 608 tấn công căn bản và 66% sát thương bạo kích. Nội tại là tăng 16% sát thương trọng kích và sẽ nhận được búp tăng tấn công đối với các nhân vật có cùng hệ nguyên tố, và sẽ nhận được bút tốc độ di chuyển đối với những nhân vật khác hệ nguyên tố. Do đây là trấn của Lyney nếu được thiết kế để mà Lyney sử dụng. Nhìn chung thì nó hỗ trợ cực tốt cho Lyney, nhất là cái búp tăng tấn công. Thứ hai đó là nhược thủy. Món này có 542 tấn công căn bản và sở hữu 88% sát thương bạo kích. Nội tại là tăng 16% HP, đồng thời sẽ tăng 20% sát thương gây ra cho người trang bị. Nhìn qua thì ta có thể thấy Lyney sẽ sử dụng cái này khá tốt, và món vũ khí này đã để chung với lại là trấn Lyney tại phiên bản 4.0. Nói chung thì cái đợt đó ngon thực sự luôn. Thứ ba đó là ngôi sao cực đông. Món này có 33% tỷ lệ bạo kích, nội tại là tăng 12% sát thương của kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ, đồng thời sẽ tăng sức tấn công thông qua các tầng. Với món vũ khí này thì tôi thấy là Lyney sử dụng rất là tốt. Những tầng tăng sức tấn công cũng rất dễ kích hoạt thông qua việc sử dụng tấn công thường, trọng kích, kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ. Thứ tư đó là sấm sét rung động. Món này có tấn công căn bản là 608 và sở hữu 66% sát thương bạo kích. Nội tại là tăng 20% tấn công. Còn ở phía sau thì cái cây này nó tăng tấn công thường ha. Nói chung thì tận dụng được ở nửa đầu mà thôi. Thứ năm đó là cánh thiên không. Món này có tấn công căn bản khá là cao là 674, đồng thời là có 22% tỷ lệ bạo kích. Nội tại là sát thương bạo kích tăng 20% và có tỷ lệ tạo thành sát thương trong một phạm vi nhỏ. Thứ sáu đó là cung Amos. Món này có khá nhiều tấn công lên tới 49%. Nội tại là tăng 12% tấn công thường và trọng kích, đồng thời sát thương gây ra sẽ tăng 8%, tối đa tích được 5 tầng. Và cuối cùng là một món vũ khí mà Lyney sẽ khá khó sử dụng ha, đó là con đường thợ săn, trấn của Tighnari. Món này có 542 tấn công căn bản và sở hữu 44% tỷ lệ bạo kích. Nội tại là nhận 12% bóp sát thương nguyên tố, và phía sau thì sẽ tăng sát thương trọng kích thông qua việc bóp từ tinh thông nguyên tố. Nói chung thì dùng cũng được nhưng mà không quá nổi bật. Và đó là những món vũ khí 5 sao dành cho Lyney. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng mình nhìn qua những món vũ khí 4 sao cho Lyney nha. Đầu tiên là cung hắc nham. Vũ khí này có tấn công căn bản ở mức khá cao là 565 và sở hữu 36% sát thương bạo kích. Nội tại là sau khi đánh bại cái địch, tấn công sẽ tăng 12%, kéo dài 30 giây. Hiệu quả này cộng dồn lên tới 3 tầng. Thứ hai đó là hậu vệ mặt trời, vũ khí trong nhật ký hành trình. Món này có tấn công căn bản cũng ở mức khá cao, tương tự như là cây phía trên, đồng thời sở hữu 18% tỷ lệ bạo kích. Nội tại là sau khi trọng kích đánh trúng cái địch sẽ giáng xuống mũi tên mặt trời, gây ra sát thương bằng 60% tấn công. Đồng thời thi triển hiệu quả thiêu đốt tâm can, duy trì 10 giây lên cái địch chịu ảnh hưởng từ mũi tên mặt trời. Sát thương trọng kích của người trang bị vũ khí này gây ra cho cái địch đang trong trạng thái thiêu đốt tâm can sẽ tăng 28%. Mũi tên mặt trời mỗi 10 giây tối đa kích hoạt một lần. Thứ ba đó là khúc ca tĩnh lặng, vũ khí ràng ở Fontaine. Món này có 510 tấn công căn bản và sở hữu 41% tấn công. Nội tại là sau khi nhận trị liệu, sát thương gây ra sẽ tăng 16%, duy trì 8 giây. Và ở tinh luyện 5, con số tăng sát thương gây ra là 32%. Vì là vũ khí ràng cho nên là các bạn có thể dễ dàng mà tinh luyện nó lên bậc cao nhất ha. Thứ tư đó là mẫu đậm nguyệt. Món này có chỉ số cũng tương tự như là cây cung phía trên là 41% tấn công. Nội tại là nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và 36% tấn công, kéo dài 10 giây. Và ở tình luyện 5 sẽ tăng tới 72% tấn công. Và cuối cùng là cung sắc xanh. Món này có 27% tỷ lệ bọc kích. Nội tại là khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng sẽ có 50% tỷ lệ gây ra một mắt gió thu hút cái địch xung quanh. Mỗi 0.5 giây gây cho chúng sát thương bằng 40% tấn công. Hiệu quả này kéo dài 4 giây. Nói chung thì nhìn bề ngoài thì nó có vẻ là ngon á, nhưng mà thực tế thì nó khá là xú, vì tôi đã sử dụng rất nhiều lần rồi. Và đó là những món vũ khí mà Lyney có thể sử dụng. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng mình đá qua thánh nhân vật cho Lyney nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua bộ hai món để mà các bạn có thể mix lại với nhau. Đầu tiên là hai món tăng 18% tấn công tới từ các bộ như là bộ lễ bế mạc của giác đấu sĩ, bộ dòng hướng bất tận, bộ thần xa bản sinh lục, bộ dơm tế lễ và bộ tiếng đêm trong rừng vang. Hay là hai món tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích tới từ bộ hờ săn Merachoshi. Hai món tăng 15% bóp sát thương tố hỏa tới từ bộ diệm liệt ma nữ chết rực. Và đó là những bộ hai món mà các bạn có thể mix cho Lyney ha. Tiếp theo thì sang bộ 4 thôi. Đầu tiên là bộ thích hợp nhất cho Lyney, thợ săn Merachoshi. Hai món tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích. Bộ 4 món khi HP hiện tại có tăng hoặc giảm, tỷ lệ bạo kích sẽ tăng 12%. Hiệu quả này duy trì 5 giây, tối đa cộng dụng 3 tầng. Với bộ thánh di vật này, Lyney sẽ tăng 15% sát thương của trọng kích và hỗ trợ thêm 36% tỷ lệ bạo. Nói chung thì đây là một bộ farm rất là lời mà các bạn nên đầu tư ha. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn chưa farm được bộ đó cho Lyney mà hiện tại thì có như bộ sau đây thì có thể trang bị tạm thời cho Lyney ha. Thứ nhất đó là bộ hiền nhân bốc lửa, bộ rác khi mà farm cho Hutao. Bộ này sẽ tăng 40% kháng nguyên tố hỏa, đồng thời sẽ tăng 35% sát thương tạo thành cho cái địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố hỏa. Thứ hai đó là bộ thần sao vãng sinh lục. Cái bộ này thì nó tăng cực nhiều tấn công cho Lyney ha. Hợp với bạn nào mà dùng vũ khí tia đề bạo như là cây cung sắt xanh á, để mà bù lại cái lượng tấn công đã tổn thất. Thứ ba đó là bộ dòng hồi ức bất tận, tăng 18% tấn công và sẽ tăng sát thương của những đòn trọng kích. Lợi là vậy, nhưng mà cái nhược điểm của bộ này á là Lyney sẽ khó có thể sử dụng được kỹ năng nộ, nên là các bạn chỉ trang bị tạm thời thôi ha. Và thứ tư đó là bộ sao băng bay ngược, tăng hiệu quả khiên cho người trang bị và tăng 40% tấn công thường và trọng kích khi được khiên bảo vệ. Nhìn chung thì nếu như mà bạn nào mà dùng Zhongli hay là Thoma bảo kê cho Lyney á thì mới nên sử dụng xài cái bộ này ha. Thứ năm đó là bộ sử ký đình đại cát. Bộ này chỉ sử dụng bộ 4 món thôi. Đó là khi trọng kích đánh trúng cái địch, tốc độ tấn công thường của nhân vật này tăng 10%, sát thương gây ra của tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 40%, duy trì 15 giây. Và cuối cùng là bộ đoàn hát lang thang đại lục, tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố và tăng 35% sát thương của tấn công thường và trọng kích. Và đó là những bộ thánh nhân vật mà Lyney có thể sử dụng. Về các món, nón các bạn sẽ chọn là nón sát thương bạo kích hoặc là tỷ lệ bạo kích. Đồng hồ sẽ là phần trăm tấn công, ly sẽ là ly tăng sát thương nguyên tố hỏa. Về các dòng phụ ưu tiên, thứ nhất đó là tỷ lệ bạo kích, thứ hai đó là sát thương bạo kích, thứ ba đó là phần trăm tấn công, thứ tư đó là hiệu quả nạp nguyên tố và thứ năm đó là tấn công. Đầu tiên là chỉ số tấn công. Con số này sẽ tùy thuộc vào vũ khí và sát thương bạo của bạn là bao nhiêu ha. Tuy nhiên thì cái mốc quốc dân đó là từ 2k cho tới là 2k5 tấn công. Về tỷ lệ bạo kích, chỉ số này sẽ tùy theo việc các bạn sử dụng bộ thánh nhân vật nào. Đối với bộ thợ săn Merachoshi thì con số sẽ từ 45% cho tới là 55%, còn với những bộ khác thì sẽ từ 70% cho tới là 85%. Về sát thương bạo kích, con số này sẽ tùy theo cái loại vũ khí mà các bạn sử dụng như thế nào, tăng sát thương bạo hay là tỷ lệ bạo, hoặc thậm chí là tăng tấn công. Vậy nên là tôi sẽ lấy cái mốc quốc dân ha, là 180% cho tới là 250%, tùy theo trấn và độ may rủi của thánh nhân vật. Nói chung thì có thể nó sẽ còn cao hơn. Tuy nhiên thì con số 180% đó là những loại vũ khí mà tăng tấn công ha. Về hiệu quả nạp nguyên tố, do Lyney đa phần sẽ hoạt động trong những đội hình có nhiều nhân vật nguyên tố hỏa và tầng thiên phú cũng hỗ trợ khá nhiều. Và nếu như mà Kazuha của bạn có sai phót thì Lyney sẽ không cần quá lo về cái vấn đề này. Và nên Lyney sẽ cần rất ít thôi, từ 115 cho tới là 130%. Còn Kazuha mà không có support á, thì sẽ tầm 130%, hoặc có thể nó sẽ cao hơn. Nói chung thì nó còn tùy vào những chiến trường khác nhau. Về việc nâng cấp thiên phú, ưu tiên nâng cấp tấn công thường, thứ hai đó là kỹ năng nguyên tố, và cuối cùng là kỹ năng nộ. Về đội hình cho Lyney thì các bạn hãy tham khảo trên màn hình ha. Nhưng mà nhìn chung thì Lyney khá là kén, và những nhân vật trong team Lyney á, đa phần là những nhân vật rất là quan trọng như là Kazuha, Bennett, Sucrose, Xiangling, vân vân. Ok, và đó là tất cả những gì về Lyney mà mình có thể chia sẻ cho các bạn. Video được làm từ trải nghiệm của bản thân, vậy nên có thể nó sẽ có thiếu sót. Rất mong các bạn hãy thông cảm. Và nếu như mà các main Lyney có vào đại xem xét á, thì nhớ để lại bình luận để mình và mọi người cùng nhau bàn luận nha. Và cuối cùng là nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách là bấm like và bấm vào cái chuông kế bên nhằm tiếp thêm động lực để mình làm ra nhiều video hữu ích hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình Khang Huỳnh Akai, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.